Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine tối thứ ba ngày 19 tháng 9, ngày thứ 572 cuộc chiến. Và hôm nay chúng ta có một cái biến mới ở trên thế giới rồi, đó là tiếng súng đã nổ ở Azerbaijan, Armenia. Sau 9 tháng, à, bao vây, phong tỏa cái um, khu vực Karabakh thì ngày hôm nay Azerbaijan đã chính thức tấn công vào hệ thống phòng không, UAV của họ đã bay trên cái bầu trời của cái khu vực đó. Quý vị có thể xem một vài những cái video liên quan tới vụ tấn công hệ thống phòng không của uh, Armenia, các đoàn xe của Armenia vẫn, à, xin lỗi, Azerbaijan vẫn tiếp tục tiến quân ra khu vực biên giới của hai nước hệ thống phòng không của armenia tấn công vào máy bay hoặc là uav thời điểm này thì chưa có máy bay hoạt động tích cực pha đầu tiên sẽ là các đợt tấn công vào hệ thống phòng không sau đó là sẽ đến không quân rồi đến pha cuối cùng sẽ là bộ binh và UAV bay đây, UAV sẽ làm cuộc chiến uh, diễn ra ác liệt ở khu vực này bởi vì họ đều hai đồng minh quan trọng của hai nước này là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, đều là hai nước rất mạnh về UAV. Hệ thống tác chiến điện tử của uh, Armenia bị Azerbaijan tấn công. thực ra thì uh, nói là nó không liên quan đến cuộc uh, chiến ukraine thì uh, cũng đúng mà nó nói là liên quan thì cũng đúng quý vị ạ à? đúng không ạ bởi vì tại sao uh, bởi vì tất cả những cái việc này nó xảy ra đều do một cái bàn tay của mỹ hoặc là các nước nato Đấy, trong đó có những nước như là thổ nhĩ kỳ là pháp và nó cũng xảy ra đúng vào một cái thời điểm có thể nói là nhạy cảm đúng không ạ đối với phía nga chúng tôi cũng phân tích trong chương trình bản tin Uh, ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế và buổi tối cũng khá nhiều rồi. Uh, tuy nhiên chúng tôi muốn nói qua một chút tới cái việc này uh, là ở Armenia hiện nay nó có một cái chính phủ bản chất họ là một cái đất nước mà thân nga. Nó nhưng mà cái chính phủ của cái ông này ấy, thì bây giờ um, có một cái gì đấy rất giống uh, ukraine. Có nghĩa rằng là ông ấy bất mãn với lại nga và xã hội của uh, Armenia bị chính phủ của ông ấy đưa lên đến một cái mức cao trào chưa từng thấy liên quan tới việc bài nga ông ấy nói những luận điệu xuyên tạc và chống nga và đổ vạ cho nga bài nga và tất cả những cái dấu hiệu đấy cho thấy ông ấy rất giống với ông Zelensky đấy đấy là những thứ mà chúng tôi tạm thời nói về cái người thủ tướng ở một cái đất nước mà nói về cái đồng minh duy nhất của họ như thế đúng không ạ cho nên là chúng ta sẽ thấy là À, họ sẽ rất khó để có được một cái kết cục tốt thậm chí là thậm chí là khó hơn cả Ukraine bởi vì nói rằng là Ukraine dù sao thì vẫn còn là một cái nếu đối với lại phương Tây nó là một cái viên ngọc thì đối với phương Tây Armenia chỉ là một hòn đá thôi và họ chỉ lấy hòn đá đấy để họ ném vào cái nhà kính của nga mà thôi có nghĩa rằng là ở Armenia thì phương Tây không cần thiết đúng không ạ là nó có bị phá hủy hủy diệt hay không quan trọng nhất là gây tổn thất được cho nga còn ở Ukraine ít nhất nó còn cái nơi để họ tranh giành với nga, đấy chúng ta thấy rất rõ đấy là một trong những vấn đề rất là bế tắc đối với lại chính trị của Armenia bây giờ. Tất nhiên và đấy cũng là một cái nơi rất quan trọng đối với nga. Chúng tôi cũng từng nói nhiều, cho nên chúng ta cũng sẽ thấy là nga cũng không dễ dàng để cho mọi việc nó diễn ra một cách đơn giản như thế. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin liên quan tới các hoạt động tấn công của hai bên bằng UAV trong ngày hôm qua và tên lửa trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đây là cảnh uh, UAV của Nga tấn công vào cảng reni Vâng, lại thêm các cái đợt, uh, các vụ cháy nữa rồi. Vẫn chưa thấy bên phía Rumani nổ súng vào các UAV của phía Nga. Như vậy rõ ràng là phía Nga đã điều khiển uh, cách nào đó uh, mà không phân, xâm phạm vào biên giới của họ. Phía Ukraine trong chiều ngày nay thì cũng tấn công uh, 4 cái tên lửa Storm Shadow vào khu vực... Uh, bầu trời của Melitopol. Có thông tin về việc là họ tấn công thẳng sang qua vượt qua cái Melitopol để hướng thẳng sang cái khu vực cầu Crimea. Và ở Crimea thì họ đã đốt những cái khói để làm cái tín hiệu gì đó khi mà có trường hợp bị tấn công. Thế còn lại ở Melitopol thì có một cái thông tin cho biết là có một quả tên lửa nó đã tiếp cận một cái mục tiêu nào đó, có một cái vụ phát nổ, có khói bốc lên. Như vậy là tính về cái hướng như vậy chúng ta có thể thấy đây là Mariupol này và đây là à, Crimea này đúng không ạ cầu cầu Cash này thì như vậy không thể nào mà họ tấn công từ đây để ra tới đây được quý vị công nhận không ạ cho nên rất có khả năng mục tiêu của họ là tấn công từ hướng này để mà chạy sang hướng này còn nếu không mà khói đã bốc lên thì có khả năng họ tấn công từ hướng này chủ yếu là họ tấn công từ hướng này là chính từ khu vực này, Ukraine sẽ tấn công bằng tên lửa vượt qua cái khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia như thường lệ, Đấy, để tấn công ra khu vực kia. Đến thời điểm này thì đã bị phòng không bắn hạ hết, còn chúng ta chưa biết các thông tin bổ sung nó có thể như thế nào. Còn đêm qua thì uh, phía Ukraine họ cũng đăng hình ảnh về một cái kho lớn của họ ở cái tỉnh Lviv, Lviv. Sáng nay chúng tôi nói quý vị là đã có vụ tấn công tên lửa phát cháy rất lớn ở đấy. À, một cái kho và một cái nhà ga để chứa những cái trang thiết bị quân sự. Đồng thời là tên lửa của Nga cũng tấn công một loạt phát nổ ở những khu vực Kirogrod, Kremelansky, Bontava, Odessa. Và đặc biệt là cái vụ là Vốt này, phía Ukraine nói rằng là họ đã bắn hạ 27 trên 30 cái UAV. Nhưng mà phía Nga nói rằng là UAV họ tấn công tới 60 chiếc trong ngày hôm qua. Còn nhiều nguồn tin bên ngoài cho biết là họ đếm tới cả hơn 100 chiếc UAV của Canada tấn công trong ngày hôm qua. Vâng, mới có thông báo về việc là lại là tên lửa uh, 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 Storm Shadow và tên lửa Scap tức là hai cái phiên bản của Anh và của Pháp cùng một loại đấy, tấn công từ Mykolaev. Đây, Mykolaev có nghĩa là khu vực này và được uh, sử dụng trên uh, máy bay Su-24 của Ukraine và lại xuất phát từ sân bay uh, Star uh, Star Konstantinov. Có nghĩa rằng là vụ đánh tên lửa của Nga vào sân bay này ngày hôm qua đã không làm cho Ukraine bị thiệt hại đáng kể bằng máy bay và tên lửa và họ lại tổ chức tấn công uh, trong ngày hôm nay để dằn mặt phía Nga. Vâng, nhiều quý vị bảo là máy bay um, tên lửa của Nga mà tấn công vào cái sân bay ở miền Tây Ukraine như này thì làm sao chạy được. Vâng, chúng ta thừa sức chạy quý vị ạ. Bởi vì là tên, máy bay của Nga thì họ phải tập trung từ những cái khu vực uh, lân cận của Moscow, từ sân bay Angel ở phía Bắc. Tất cả những cái máy bay sân bay chiến lược của Nga đều bị Ukraine họ theo dõi hết. À, kể cả là loại máy bay MiG cất cánh, Su34 cất cánh là đều bị phát hiện và họ đều phải tập trung vào khu vực biển đen ở khu vực Crimea hoặc biển Caspi rồi bắt đầu họ mới tấn công vào Crimea. Cho nên là khi họ cất cánh thì ngay lập tức là đã có còi báo động trên toàn lãnh thổ Ukraine rồi. Khi đi từ trên đây xuống đây xuống đây thì tôi đoán rằng nó cũng phải mất tới hai uh, con số phút đúng không ạ? Có nghĩa là từ 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút trở lên, sau đó là từ đây tấn công đồng loạt vào thì nó cũng phải đi theo nhiều phút nữa như vậy là thừa sức để họ sơ tán những cái máy bay mà đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nạp nhiên liệu, nạp đạn vân vân và cái đấy là cái mà người nga thừa nhận chứ chúng tôi cũng không bịa ra cho nên là quý vị uh, uh, có vẻ là thấy bức xúc với lại thông tin về việc là ukraine có thể sơ tán được máy bay khi nga đánh bảo vệ một cách nó mù quáng thì có nghĩa là nó cuồng đúng không ạ? Nó cuồng cũng giống ukraine một trong những sự kiện rất quan trọng uh, trong cái chuyến đi của ông Zelensky này à, tới à, Mỹ, chúng ta biết là hôm nay thì à, hai vợ chồng của ông cũng đã chính thức đặt chân tới nước Mỹ rồi, tay bắt mặt mừng, tặng hoa, tặng hiếc các thứ, đúng không ạ? À, chúng ta cũng từng nói về những chương trình nghị sự của ông ấy có thể diễn ra trong à, thời gian này. Ừ, tuy nhiên thì có rất nhiều nguồn tin liên quan đến văn phòng à, tổng thống Zelensky, tức là nguồn tin tay trong nói rằng là khả năng ông Zelensky sang rất có khả năng là bị người Mỹ nhét một cái um, gọi là một cái biên bản uh, thỏa đàm phán hòa bình với người nga và tất nhiên là người Mỹ uh, cũng gây sức ép đúng không ạ nhưng mà dù sao thì ông Zelensky vẫn là một người, người quyết định tôi thì tôi không nghĩ là ông Zelensky chấp nhận hòa bình uh, tất nhiên đây chỉ là tin uh, hóng hớt về hè thôi nhưng mà với những tuyên bố của ông Zelensky là Ông ấy còn hy vọng về việc đột phá qua hàng phòng tuyến của Nga trong mùa đông năm nay, tức là trong mùa hè năm nay, những tức là 10 ngày sắp tới, uh, tháng tới, đúng không ạ? Thì rõ ràng là ông còn hy vọng vào cái việc này rất nhiều. Và nếu như mà ông ấy sang tìm kiếm một cơ hội hòa bình thì ông phải chờ đến hết cái cuộc tổng phản công và nếu như với một cái việc mà ông ấy nghĩ hy vọng là như vậy đúng không ạ bởi vì lúc đấy nó mới ngã ngũ mà chứ còn bây giờ sang để tìm kiếm hòa bình mà lại vẫn còn đang tiến hành tạo phản công chưa có kết cục thì chúng ta cũng thấy không thấy cái sự logic ở đó cho nên là nếu khả năng là chuyện đó có xảy ra thì tôi nghĩ rằng là khả năng ông zelensky chấp nhận liên quan tới đàm phán hòa bình theo cái điều khoản của người nga là rất thấp mà nói thật ra, nếu ông ấy có đàm phán hòa bình thì tại thời điểm này thì tôi cũng không nghĩ rằng là là có thể là ông ấy làm một việc đấy một cách an toàn, đúng không ạ? Với những cái thế lực rất nhiều từ nước ngoài cũng như là trong nước liên quan tới những cái cái việc mà người ta đã dựng ông ấy lên và những cái việc là mục tiêu của ông ấy là phải làm gì đối với Ukraine và làm gì với nước Nga tại thời điểm này vẫn còn rất dang dở. Tuy nhiên thì bây giờ cũng như quý vị nói trên mạng thôi là có rất nhiều thông tin về việc ông Zelensky có thể nói đợt này đang bị thất thế rất nhiều, đặc biệt là liên quan tới cái vụ mà tên lửa của Nga tấn công vào Konstantinov và làm chết mấy chục người, đúng không ạ? bị thương mấy chục người và chết mười mấy người, mười bảy người. Sau đó thì ông Zelensky đã đổ cho Nga là Nga tấn công và gọi Nga là khủng bố nhưng mà đến ngày hôm nay thì cũng không còn gì để nói nữa bởi vì chính tờ new york times của mỹ cũng đã thừa nhận là sau tất cả những cái nghiên cứu thì chính ukraine là người đứng đằng sau cái vụ tấn công đó tuy nhiên tờ này thì nó không nói rằng là đấy là một cái vụ tấn công chủ ý của ukraine không mà nó chỉ nói rằng là do tên lửa phòng không bắc của ukraine à, tấn công và nó bị lỗi đấy sau đó nó rơi xuống chợ mà thôi nhưng mà phía nga nói rằng thời điểm đấy diễn ra cái vụ tấn công bằng cái tên lửa phòng không bắc đấy, thời điểm đó thì trong suốt cả mấy tiếng đồng hồ đó không hề có một cái vật thể bay nào của nga ở khu vực bầu trời của Donetsk cả và thậm chí cả cái chiến cả cái chiến tuyến trong suốt thời gian đó. Đấy chúng ta thấy là đấy là một thời gian diễn ra ban ngày, đúng không ạ? Và phía nga thường tấn công tên lửa uav vào ban đêm. Thế nhưng mà cuối cùng là tên lửa của Ukraine đã tấn công vào cái chợ đó và bây giờ thì tờ New York Times đã vạch mặt Ukraine vật mặt chính quyền là ông Zelensky nhưng mà họ nói rằng là do cái tên lửa bắn tức là bắn nhầm, Nyonna là bắn nhầm và chúng ta biết sự thật là khả năng bắn nhầm là rất thấp, đúng không ạ như tôi vừa phân tích với quý vị. Thế thì cái câu chuyện rằng không ai người ta nói đến cái việc là uh, liệu có phải bắn nhầm hay không nhưng mà lúc bấy giờ chúng ta nhớ là ukraine đang đối mặt với hoàn cảnh nó khá giống với lại cái thời điểm trước cái thảm sát bucha đúng không ạ diễn ra năm ngoái khi mà họ đứng trước một cái sự thất thế một cái chìm về cái sự ủng hộ của phương tây và nó rất giống thời điểm này cũng như thời điểm mà cái vụ tên lửa konstantinoca này và cũng đúng thời điểm mà ông blinken đã ông sang để ông gặp zelensky cho nên là những cái dấu hiệu đấy thì chúng ta thấy là kết hợp với những dấu hiệu mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy một điểm là khả năng ukraine tấn công có chủ đích là rất cao đúng không ạ đấy và nếu như vậy người ta không nói thêm nhưng mà giả sử bây giờ mà chúng ta thấy rằng là uh, mỹ đúng không ạ và đặc biệt là nato quý vị nhớ là nato thế thôi nhưng mà bảo là nato mà thừa nhận là họ làm bậy hoặc là họ đồng thuận làm bậy thì nó cũng rất là khó bởi vì dù sao họ vẫn là tổ chức của các nước phương tây tổ chức tập thể vốn coi mình là văn minh đúng không ạ À, cho nên là làm cái gì thì họ đều làm khuất tất và có một cái cớ nào đó để vu khống cho người ta. Ví dụ như hôm nay thì ông John Statenberg ông mới bảo là hóa ra là nga tấn công ukraine bởi vì là sự mở rộng của nato về phía đông, đúng không ạ? Chứ không phải là như người mỹ nói là 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 bởi vì là họ tấn công vào nga là không ơ, vào ukraine là không có một cái cớ gì cả, tức là chỉ là một hành động tấn công để hủy diệt mà thôi. Thế thì cái câu chuyện là người mỹ thì chúng ta không biết là người ta nghĩ thế nào về vụ tấn công này của ukraine nhưng chắc chắn nato và eu thì sẽ phải nghĩ rất nhiều đấy là một cái điều tôi chắc chắn với quý vị đặc biệt là các nước eu đúng không ạ đặc biệt là những nước như đức như pháp thì chắc chắn phải nghĩ còn lại người anh người mỹ thì tôi không biết họ có nghĩ hay không và tất nhiên eu cũng là những nước đóng lên một cái vai trò lớn ở trong cái sĩ số của nato cho nên là vụ này có thể nói sẽ là một cái vụ rất là khó xơi đối với lại ông zelensky và một lần nữa thì chúng tôi cũng muốn nói um, khẳng định một cái điều đúng không ạ tất cả những cái việc làm bậy bạ những việc làm sai trái uh, dưới hình thức này hình thức kia không biết là nó mang lại được cái giá trị gì tại thời điểm đó hay không nhưng mà trên đường dài chắc chắn là phải trả giá và có những trường hợp mà trả giá rất đắt đúng không ạ có thể những sự kiện như này nó sẽ làm quay đầu tất cả những cái vấn đề hỗ trợ uh, một cách đáng kể từ phía các cái nước eu hiện nay chúng ta thấy là thời điểm uh, những ngày gần đây thì các nước eu có một cái thái độ Uh, khá là thờ ơ một cách rõ ràng đối với lại uh, chính phủ của ông Zelensky vụ tấn công tên lửa của Ukraine vào khu vực uh, tổng thống của nước cộng hòa Donetsk dinh tổng thống không ai bị thương và thiệt mạng cũng chưa thấy cái thông tin leo thang từ phía nga tất nhiên là nó cũng vừa mới thôi cho nên chúng ta chưa biết điều gì vâng và chúng ta sẽ đến với những diễn biến diễn ra trong chiều ngày hôm nay uh, ở khu vực Zaporizhia Hôm nay thì toàn bộ cái cánh trái của Ukraine sau khi họ đã tấn công và thăm dò và thậm chí là có những cái um, pháo kích vào toàn bộ cái chiến tuyến ở Kobani và, và sau đó toàn bị uh, phía nga tấn công từ xa rồi uh, uh, tấn công uh, đánh lui cả những cái đạo quân áp sát và tấn công vào các xe cộ từ xa như trong UAV buổi sáng chúng ta đã xem thì chiều nay họ không còn tấn công vào đây nữa Đấy, và quân Ukraine ngoài việc chiều nay thì họ tập trung đóng quân dồn quân xuống hứa khu vực trung tâm của ba thị trấn ở đây. Còn lại các đợt tấn công của họ chủ yếu diễn ra ở khu vực VBV khá ác liệt, giao tranh khá ác liệt và đẫm máu, theo phía Nga nói. Và cuối cùng thì phía Nga đã đẩy lui tất cả những đợt tấn công của Ukraine ở khu vực này. Một trong những thông tin uh, liên quan tới Putin thì như quý vị đã thấy là ông Zelensky, ông đã tuyên bố là ông hoàn toàn vẫn đang tin tưởng vào việc là Ukraine sẽ tiến hành đột phá qua phòng tuyến của Nga để tiến tới Tomak, tiến tới Melitopol trong tháng 10 này, đấy. Và chúng tôi cũng có thêm thông tin về việc là Ukraine sẽ tung thêm ra những đợt tấn công lần nữa, đấy. Như vậy rõ ràng là họ sẽ có thêm một cái đợt nào đó với việc tập trung quân ở đây, còn chúng ta cũng không biết là cái sức họ còn có thể tấn công được đến đâu. Ở khu vực uh, Zaporizhia thì uh, có thêm một cái thông tin cũng khá quan trọng đấy là cái lữ đoàn số 47, tức là lữ đoàn phụ trách cái mảng chính ở rabutine và phía nam rabutine thì đã vừa thay cái người chỉ huy uh, bằng một cái người đã ta mới đồng thời là họ đã phải thay nguyên cả một cái um, gần như là một phần ba cái đơn vị của lữ đoàn này lút rút về chiến tuyến phía xã hậu phương để mà uh, hồi sinh đấy tức là hồi sức mạnh làm đầy gọi là như kiểu làm đầy máu ấy, đúng không ạ như kiểu trong game có nghĩa là trong thời gian vừa qua khi họ đóng và tác chiến ở khu vực Rabutine thì cái thiệt hại của cái lữ đoàn đấy nó rất lớn dẫn tới việc là họ buộc phải rút về tuyến đằng sau. Và bây giờ họ đã cử thêm một loạt các cái đơn vị mới đến khu vực này. Như vậy là thông tin trong chiều ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có những đợt tấn công thêm của Ukraine và có việc Ukraine tập trung rất nhiều quân ở cái hướng này. Phía Nga thì tình báo của họ theo dõi là từ kể từ ngày hai ngày trước đây đã có tới một cái lực lượng khoảng độ 132 cái xe của Ukraine chạy từ hướng Riponecho thẳng xuống khu vực Orikhiv tức là cái cửa ngõ vào Rabotine. Đấy và như vậy chúng ta sẽ có khoảng độ là một hơn một lữ đoàn đúng không ạ? Cộng với lại khá nhiều những cái trang thiết bị hạng nặng và quân quân lính. Như vậy là sau hai ngày thì bây giờ có lẽ họ đã được triển khai ở chiến tuyến ở đây rồi. chắc chắn trong những cái ngày mà ông Zelensky ở Mỹ thì Ukraine sẽ tiếp tục tổ chức tấn công ở đây, ít nhất là trong những ngày sắp tới. Ông ấy sẽ phát biểu và ở Thượng viện Mỹ vào ngày 21, thì hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 19 như vậy còn hai ngày nữa. Có nghĩa là trong cả tuần này chúng ta sẽ thấy sẽ có giao tranh leo thang trở lại ở hướng Zaporizhia. Và một cái thông tin liên quan đến chiến trận trong chiều thì tôi chưa xác định được cái 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 tọa độ của nó. Nhưng mà phía nga thông báo là họ đã phát hiện ra một cái đoàn xe hướng từ trên Oripki tới cái khu vực uh, Tam giác ở Vbuv, Novoprovipka. Cả một đoàn xe khá lớn đã bị uh, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn sau khi mà đi qua bị UAV phát hiện và nga đã sử dụng tất cả các loại pháo cộng với lại pháo phản lực bom FAB. Và thậm chí là cả xe tăng họ bắn từ xa Tiêu diệt toàn bộ cái đội hình đó Chúng ta sẽ sang khu vực Staromajor Khu vực này thì trong chiều hôm nay Sau khi có các hoạt động giao tranh khá lớn Ở hướng Prytune Và sự tiến quân của Nga Ở phía bên bờ tây của Staromajor Và các hoạt động ác liệt của Ukraine Trong ở hai phía bên giữa Và Novodonets Thì đến chiều ngày hôm nay Chúng ta không có thông tin nào thêm có nghĩa rằng là phía Ukraine đã giảm toàn bộ những cái cường độ tấn công của họ ở khu vực này và phía nga chỉ còn sử dụng pháo kích, UAV tấn công vào trận địa của Ukraine nữa thôi, không có cái diễn biến gì đáng kể và phía Ukraine tiếp tục uh, củng cố thêm đội hình và dồn quân tới sát biên giới uh, và bây giờ thậm chí là họ còn có ý định là tấn công cả trên từ mặt trận này cho tới cái mặt trận ở bên phía uh, bên phía Levande tức là bên cánh trái của Pritone. Và tất nhiên chúng ta cũng thấy là ông Zelensky ông đang ở Mỹ đúng không ạ? Cái việc mà Ukraine có thể quay trở lại tấn công là một cái điều tất nhiên. Chỉ quan trọng nhất là họ sẽ tấn công với lại cái cường độ như thế nào. Trong thời gian vừa qua thì Ukraine đã dành rất nhiều cái nguồn lực của họ tấn công vào khu vực cánh phải và gần như là thất bại hoàn toàn. Tới thời điểm này thì họ cũng chỉ chiếm được một vài cái điểm mà nó gọi là đúng cái từ là không bỏ dính răng đúng không ạ? Chúng ta nhìn trên bản đồ nó chỉ có một vài cái vùng mà thậm chí là chưa phải là chiếm mà chỉ là cái vùng xám mà thôi. Đấy, vùng xám Nga đã rút về, còn lại cái vùng chiếm duy nhất là cái vùng chiếm này của họ ở bên kia bờ sông thì cơ bản là nó cũng chưa bao giờ có phía Nga quay sang đấy để chiếm đóng. Họ chỉ đưa quân vào kiểm soát cái khu vực vùng xám. Như vậy là không có cái gì đáng kể ở cái khu vực này. Chúng ta lên qua cả Novomikhalipka, Marinka à, buổi sáng nay chúng ta có những cái video về việc Nga tấn công bằng xe tăng và pháo nhiệt áp, à, xin lỗi pháo nhiệt nhôm, đúng không ạ? Vào khu vực này rất ác liệt. Và hoạt động tấn công của Nga vào Krasnohorivka chưa có thông tin gì trên chiến trận. Adipka im ắng trong chiều ngày hôm nay trên toàn tuyến, trừ việc phía Nga dường như đã đánh uh, uh, bay toàn bộ những cái đợt tấn công của Ukraine khỏi Optine. Như vậy là ở đây thì Chốt đến thời điểm này là lần thứ ba rồi, hai bên đã tấn công và Ukraine đã bị Nga đánh đẩy lui ra lần thứ ba. Không biết là họ còn có thể tập trung quân để quay trở lại tấn công lần nữa hay không. Hình ảnh bom FAB-500 của Nga tấn công vào cái tòa nhà cao tầng ở quận số 9 của Adipka nơi mà có một loạt các cái hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine ở trên các tòa nhà cao tầng này vốn rất hữu ích để mà đẩy lui các đợt tấn công bằng UAV của Nga và sau đó là chỉ thị cho pháo của Ukraine để tấn công vào hậu phương của phía phía Nga trong thời gian qua. Chúng ta lên khu vực trên Bakhmut thì đến thời điểm này nó vẫn giao tranh như thế và tình hình nó vẫn như thế tức là chưa có một cái thay đổi nào đáng kể ngoài việc là giao tranh diễn ra từ khu vực phía Bắc của Kudimika, Andripka, Kikicha Bây giờ thì cái đặc điểm của nó hiện tại là phía Nga đang tấn công pháo vào Kyrgyzha và có bộ binh của họ phản công ở Adipka, phía nam Adipka và phía đông bắc của Kudimika. Như vậy là phía Nga vẫn cho chưa cho phép quân Ukraine kiểm soát hoàn toàn, đúng không ạ? À, liên quan tới việc là chiến trận Còn về mặt hành chính thì chúng tôi cũng nói với quý vị rồi Gần như đã, đã rơi vào tay quân Ukraine hoàn toàn Và cái khả năng mà cả hai thị trấn này Nó sẽ biến thành các cái thị trấn như Pattaya Rabutine là một cái điều lo uh, gần như là trông thấy, đúng không ạ? Trừ khi Ukraine có thể làm gì đó để tấn công đánh bay được hai cái thị trấn phía dưới Origiana Nipka, Kudimika Phía bắc Bắc Mút không có gì thay đổi. Phía bắc soleda không có gì thay đổi. Spine có những hoạt động tấn công của Nga chủ yếu bằng pháo kích. Uh, Bihorolipka của tuần này không có gì. toske trong ngày hôm nay Ukraine phản uh, tấn công khá nhiều. À, bằng mọi giá để hất cẳng nga ra khỏi cái khu vực này nhưng mà các đợt tấn công ngày hôm nay của họ đều không thay đổi gì nhưng ở đây thì chúng tôi lưu ý là nó có một cái điểm khoét ở đây trong hai ngày vừa qua rất có khả năng ukraine đã chiếm một cái phần này à, có khả năng thôi cũng chưa chưa chắc chắn khi nào bản đồ này mà họ báo cáo thì khả năng đấy là chắc chắn bản đồ này thường rất là uy tín ở à, tuyến phía trên Uh, top không có gì Giao tranh vẫn đang diễn ra ở Kuzimika Sau khi quân Ukraine uh, tung quân trở lại để chiếm lại bằng được cái phía làng này Bây giờ họ đang kiểm soát ở cái chỗ khu vực mà phía các cái tòa nhà hành chính của thị trấn này ở đây Và giao tranh đang diễn ra trong suốt uh, 12 tiếng đồng hồ vừa qua Cá nhân tôi nhận định thì thực tế để cho phía Nga với nguồn lực của họ đang dồi dào ở khu vực này Và nguồn lực của Ukraine khá là thụ động không phải là ít nhưng thụ động có nghĩa là họ phòng thủ là chính mà để cho phía Ukraine quay trở lại chiếm khu vực này ở một cái mảng phía tây thì tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái kịch, kịch bản nó mang cái tính tất tính toán đúng không ạ có nghĩa rằng phía nga đang muốn kéo giãn cái đội hình của họ khỏi khu vực berestov và cái khu vực stenamica ở phía dưới à, và sau đó thì họ đã tấn công lên phía nga đã tấn công lên phía trên để mà cắt cái khu vực à, đường quốc lộ như chúng ta nói ở phía trên và quân Ukraine đang à, tiến cân vào đây và gần như có một cái sự xa lầy nhất định nào đó bởi vì họ không thể rút quân ra khi mà họ đã tấn công tới sát và đã chiếm được vào là tức là phía nga đã tấn công nên để đánh ở khu vực này và đang có một số những lợi thế nhất định ở khu vực này thì chỉ có giao tranh diễn ra trong chiều ngày hôm nay ở phía nga thông báo là Kylitska tức là thị trấn ở giữa của toàn bộ khu vực này ngoài ra chúng ta không có thông tin gì thêm cho tới tít khu vực Sinkovka rồi phía bên kia bờ sông Osko trong thời gian tới thì chúng ta sẽ thấy là à, gần như là đầu tháng 10, chúng ta sẽ thấy xe tăng Abram của Mỹ sẽ có mặt ở à, ở Ukraine. Đấy là thông tin từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. À, các xe tăng Leopard 1 của Đan Mạch, 42 năm chiếc cũng sẽ tới Ukraine. Khả năng là máy bay à, của Pháp Mirage 2000 à, cũng có thể có mặt nhưng mà sẽ muộn hơn, chúng ta chưa biết thời điểm nào. Nhưng mà kết hợp với lại à, máy bay Griffin Thụy Điển rồi F-16 của Mỹ thì cho thấy là Ukraine sẽ có một cái phi đội khá đáng kể để mà chủ yếu là để phóng các cái tên lửa tầm xa Storm Shadow thôi. Còn những cái máy bay này thì khả năng có thể là để mà tác chiến đối với lại Nga thì là cái cái tỷ lệ nó là rất thấp đúng không ạ? Không thể đối đầu được với lại không quân Nga, nhưng nó có thể mang tên lửa và nó có thể phóng từ khoảng cách khá an toàn với các loại máy bay nó chuyên dành cái việc như vậy. Ngày hôm nay thì Đức cũng công bố một cái gói viện trợ như theo lộ trình mà họ đã cam kết với Ukraine 400 triệu euro đạn súng cối, đạn pháo, thiết giáp chở quân, giả phá bom mìn, đồng phục, máy phát điện, nhiệt nhiếc vân vân. Israel thì cũng vừa hoàn tất một thương vụ 100 triệu đô la để bán cái UAV của họ cho một quốc gia phương Tây giấu mặt như vậy thì cơ bản chúng ta sẽ thấy là ukraine đã chi ra hàng nhiều tỷ đô để mua vũ khí và họ không nói là mua từ đâu thì chính xác những cái quốc gia này sẽ được thông qua một cái quốc gia thứ ba đúng không ạ để mà mua của israel rồi sau đó nhập vào phía ukraine bởi vì israel thì cũng không muốn làm tình hình nó phức tạp trong quan hệ với người nga và chúng ta thấy đấy cũng là một cái việc nó cơ bản cuộc chiến mà, đúng ạ. À, là chiến để mà bán vũ khí, cho nên là cũng không tất cả những con ngoáo ộp, những con linh cậu thì cũng không con nào mà có thể kiềm chế được. Mình không bán thì thằng khác nó bán. Những ngày gần đây thì chúng tôi lưu ý là ngoài những chiến việc địch vận, thông tin từ phía Ukraine, thì Nga cũng có những chiến dịch của mình. Quý vị nhớ là cách đây tuần trước chúng tôi cũng nói về việc là phía nga đưa ra một cái chiến lược mà có năm chính sách đúng không ạ trong đó có việc là nói tốt về cách cư xử của những người lính nga khi quân ukraine đầu hàng cũng như là cái tham nhũng trong quân đội rồi khả năng mà bị thiệt mạng của quân ukraine rất cao cho nên là từ khi họ chiến tiến hành chiến dịch đấy thì rất nhiều người lính ukraine đã chọn cách để đầu hàng đấy, và chúng ta thấy là ngày nào bây giờ gần như cũng có những cái đạo quân của ukraine à, ra đầu hàng quân nga Đấy, trong những cái người như này, đi hình vòng kiềng kiểu như này thì rõ ràng là họ là những cái người bị bắt trên đường thôi, đúng không ạ? Cứ chỉ còn đào tạo người lính thì không bao giờ có cái kiểu đi đứng kiểu như vậy. Và những cái người như này thì cái sức chiến đấu của họ không biết thế nào. Nhưng mà khi mà thế trận nó vỡ thì họ có thể nói là họ sẽ chọn cách đầu hàng rất nhanh. Những thông tin liên quan tới Wagner. Vâng, có một thông tin khá thú vị. Wagner bây giờ đang đào tạo các nữ chiến binh ở Belarus quý vị ạ. Đấy. Nếu mà là những người chiến binh Ukraine mà gặp những đội quân như này thì không biết là họ sẽ cư xử như nào đây. Giết thì không nỡ đúng không ạ. Mà để giết thì Âu oh, cũng uh, cũng là một cái chết uh, gọi là ngọt ngào. Sinh thế không biết. Đấy. Chỉ có làm lính thôi mà làm sao lại phải sinh thế này một thông tin liên quan tới wagner nữa là người vợ của ông uh, rigozin uh, đã một lần nữa lại đổi tên tức là trước đây thì ông ấy đã từng giả chết một lần rồi bà ấy đổi tên một lần rồi thế bây giờ bà ấy lại đổi tên một lần nữa không biết lần này ông có chết thật hay không nhưng mà đã đổi tên ngược trở lại thành uh, kia jeff đấy. còn trước đấy thì uh, theo truyền thống là họ sẽ đổi tên theo cái họ của chồng và một trong những thông tin khá thú vị liên quan tới Wagner, đấy là việc uh, doanh trại của Wagner hiện tại đã giảm đi một nửa trong những ngày vừa qua. Đấy, đấy là một thông tin uh, có thể nói đáng lưu ý bởi vì như vậy thì cho biết là cái lực lượng uh, phần lớn quân Wagner đúng không ạ, hay nói ít uh, ít nhất là một nửa của họ đã di chuyển khỏi Belarus và chúng ta không biết là họ đi tới đâu, họ có thể đi tới châu Phi họ có thể đi tới biên giới phía bắc của Ukraine hay là phía đông bắc nơi tỉnh Sumy, Chakhimvi hay Kharkov bởi vì tất cả những nơi đó đều rất gần cái khu vực đóng quân của họ và cũng đó có những cái thông tin về việc là lính Wagner thực tế đã có nhiều người xuất hiện ở uh, chiến trường Ukraine rồi có người thì nói rằng ở Kherson người thì nói rằng ở mặt trận Zaporizhia người thì nói rằng đang uh, có mặt nhiều nhất ở Donetsk để mà phòng thủ trước cái sức tấn công ác liệt của quân Ukraine. Nhưng mà tôi không tin rằng là Wagner sinh ra để phòng thủ. Chắc chắn là họ phòng thủ sẽ rất tệ. Đúng không ạ? Họ là các đội quân mang tính chất xung kích. Và xung kích rất đặc biệt cho nên là để họ phòng thủ thì nó hơi phí. Và khả năng mà Nga lấy lại bác mút thời điểm, lấy lại các sườn bác mút thời điểm này, nó không giải quyết vấn đề chiến thuật gì cả. Đúng không ạ? Cho nên là tôi không tin về việc này. Và chúng tôi cũng không tin về việc là họ sẽ tấn công ở Zabrija, cũng như là ở Kherson. À, chỉ có một tí ở khu vực Uleda thì may chăng, nhưng cũng không phải là khả năng lớn. Mà khả năng lớn nó vẫn nằm ở khu vực tuyến Đông Bắc. Đấy, ở khu vực này, chúng ta vẫn thấy là à, chúng ta đã bàn nhiều rồi. Và cũng rất nhiều người cũng có thể nói là nghĩ về một cái kịch bản phía Nga sẽ tiến hành bao vây khắc cốp, đúng không ạ? Họ bao vây bằng cách nào? Họ sẽ bao vây bằng các tấn công thật sâu chọc thật sâu vào Sumi ở hướng này. Đấy. ở hướng này thì sẽ khiến quân Ukraina sẽ phải nhanh chóng tổ chức các cái đợt phòng ngự, các hàng phòng ngự bởi vì lúc bấy giờ thì đồng loạt sau khi Ukraina tấn Nga tấn công vào đây thì kể cả Checkyvi và kể cả Kharkov tự động trở thành hai cái chiến trường bị bao vây, đúng không ạ? Sau khi quân Nga đã thọc thẳng như này. Mà nếu tôi nghĩ rằng là nếu Nga táo bạo họ sẽ thọc thẳng một phát tới Polvata, có nghĩa rằng cắt thẳng ra bờ sông Rapper chia cắt hoàn toàn chiến trường của Ukraine ở bên phía bờ đông thành tuyến phía bắc và tuyến phía nam rất khó để quân Ukraine có thể ứng cứu đúng không ạ và đồng thời là rất thuận lợi để cho cái việc phòng thủ tuy nhiên thì nó sẽ phải phải có một cái nguồn lực nhất định nào đó thì mới làm được cái việc như này nhưng cái hay của nó là đồng thời nó có thể bao vây luôn Chekhiv và Kharkov đúng không ạ đặt cả hai cái tỉnh này trong một cái trạng thái có thể nói là rất nguy hiểm đồng thời là vây hãm được thẳng vào cái Polvata một trong những tỉnh hậu cần rất quan trọng cả tuyến Đông Bắc nếu mà Polvata mà không giữ được thì Ukraine sẽ sụp nhanh chóng sụp đổ toàn bộ cái chiến trường Đông Bắc Đấy, và tuy nhiên thì như tôi nói nó làm cái kiến dịch rất tham vọng Đấy, còn ở đây chúng ta thấy là là Belarus rồi đúng không ạ Belarus nga 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 tất cả đều các bên đều như thế cho nên đây là một cái mũi tấn công Tuy nó nguy hiểm và táo bạo nhưng mà đem lại rất nhiều phần thưởng cho phía nga nếu họ tấn công. Thông tin từ phía văn phòng tổng thống Zelensky cho biết là chính phủ của ông đang rất bức xúc, rất giận dữ với lại cái những cái chính sách làm việc của các nhà báo phương tây, bởi vì là những ngày gần đây thì chính phủ phương tây đã nới lỏng những cái quy tắc để mà cho báo chí phương tây viết về Ukraine liên quan tới những cái việc là những luận điệu của tờ báo phương Tây bây giờ đều có tính chất là như kiểu truyền thông cho phía Nga. Đấy là theo phía Ukraine cho biết là họ không tin tưởng, không tin rằng là những tờ báo của đồng minh của họ lại đưa ra những lời chỉ trích và làm bôi nhọ cái quân đội và cuộc tổng phản công của Ukraine đến mức độ như thế. Và họ nghĩ rằng là gần như là các cuộc, uh, ơ những tờ báo này đang làm việc cho phía Nga. Thực tế thì những tờ báo nó nói thật quý vị ạ. Đấy, và ông chính phủ của ông Zelensky thì cho rằng là cái điều đó là điều không thể chấp nhận được, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy là cái bệnh của chính trị, của cái giới chính trị Ukraine là nó rất bệnh hoạn liên quan đến cái vật truyền thông. Còn không cần biết nó là đúng hay sai. Nhưng mà quan trọng nhất là nó vẫn kiểu là phải làm truyền thông, dọn dẹp, đúng không ạ? Giống kiểu CIA đấy. Và bây giờ nó lên mức rất là bệnh hoạn rồi. Đây, ví dụ như những thông tin, quý vị để xem này. À, thông tin bây giờ thì sau khi ông ông Zelensky đi Mỹ, chúng ta biết là Ukraine tiến hành một loạt những chiến dịch truyền thông, nhưng mà hàng ngày họ vẫn đưa ra thêm những thông tin là người nga đã bắt đầu phải tiến hành sơ tán khỏi Tomac Đấy, sau khi mà à, Tomac đã bị à, nằm trong tầm pháo của quân đội Ukraine à, khi quân đội Ukraine đã vượt qua tuyến phòng thủ của nga và bây giờ họ đang uy hiếp pháo kích vào cái thành phố Tomac. Hay là những thông tin về việc là uh, quân đội Ukraine đã xóa sổ những lực lượng tinh nhuệ nhất của Nga ở khu vực Đô Vân vân, rất nhiều thông tin những kiểu như vậy. Bộ trưởng của các nước G7 thì gây sức ép với lại Trung Quốc. Họ nói rằng họ yêu cầu Trung Quốc gây sức ép với lại phía Nga để mà Nga kết thúc chiến dịch quân sự và rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ của Ukraine. Đấy là tuyên bố của hội nghị của những uh, quốc gia G7 và họ theo quan điểm của họ thì rằng là phía Bắc Kinh có một cái ảnh hưởng rất lớn đúng không ạ thậm chí là còn một cái ảnh hưởng như kiểu mối quan hệ đàn Anh cho nên là Bắc Kinh hoàn toàn có một cái cái sức ảnh hưởng để có thể khiến nga suy nghĩ lại cái chiến dịch quân sự của họ ở Ukraine nhưng mà G7 thì phát biểu theo Mỹ thôi và thực sự những người này không biết một điều rằng người nga có thể nói rằng là mấy ông trung quốc tôi cho các ông uh, khí ga rẻ 50% so với người khác đúng không ạ rồi là những ưu đãi khác nữa rồi thị trường của chúng tôi nhưng mà riêng liên quan đến vấn đề chiến dịch quân sự ở ukraine thì tôi cấm các ông mở mồm đúng không ạ đấy là một cái điểm quan điểm nó rất rõ ràng của putin với tập cận bình rồi cho nên là tập cận bình chưa bao giờ dám nói một cái gì ngược lại những liên quan đến cuộc chiến ở ukraine đối với lại ông putin cả và những người G7 này họ không biết một điều nó rất đơn giản. Chúng tôi từng phân tích với quý vị ngày hôm qua đúng không ạ? Ai là người được hưởng lợi nhất trong cuộc chiến ở Ukraine? Tất nhiên là không phải G7, thậm chí G7 là nạn nhân đúng không ạ? Chỉ có Mỹ, Canada là những cái nước mà đứng ngoài. Mỹ thì tất nhiên là được hưởng lợi rất nhiều, Canada thì không liên quan. Còn lại thì các nước khác đều là nạn nhân của cuộc chiến Ukraine, thậm chí cả Nhật Bản nữa. Đúng không ạ? Cách nào hay cách kia? Thế còn ai là người được hưởng lợi toàn diện nhất đích chính là Trung Quốc. Đúng không ạ? Và ai là người hưởng lợi nhất? Kể cả Nga cũng là người được hưởng lợi. Cho nên là chỉ chết là chết các ông G7 thôi. Mà những ông chết như thế bây giờ vẫn mở mồm ra để yêu cầu rằng là yêu cầu chính phủ Trung Quốc là yêu cầu Nga để chấm dứt cuộc chiến. Đúng không ạ? Thay vì họ thay đổi cái luận điệu, giọng điệu như thế thì may ra được xem xét. Chứ còn nếu mà lại còn cái kiểu ra lệnh như thế thì tôi nghĩ là rất là khó. Bởi vì rõ ràng họ biết là cả người Mỹ người Trung Quốc, người Nga có nghĩa là ba người có cái sức ảnh hưởng lớn nhất trên chính trường quốc tế và trong cuộc chiến, đúng không ạ? Họ đang đều kiếm lợi được từ cuộc chiến này thì, thì tại sao lại có kiểu mà ra lệnh như thế được? Liên quan đến cuộc chiến của Ukraine thì chúng ta có thể thấy cái đạo đức giả và cái tính hai mặt của chính trị gia Mỹ chỉ trong vòng 40 giây, quý vị có thể nhìn xem. ông ông bộ trưởng ngoại giao mỹ nói rằng là bảo đảm bảo vệ cái chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine thì không chỉ đơn thuần a à là hơn không chỉ đơn thuần là à, đấu tranh để mà bảo vệ cái quyền lợi của một đất nước để được phép lựa chọn con đường của mình mà nó là còn cả việc bảo vệ cái trật tự luật pháp quốc tế không một cái quốc gia nào có thể vẽ lại đường biên giới bằng bạo lực. Vâng, quay trở lại năm 2021 ông nói gì? Khi được hỏi là chính phủ ông Trump như ông đã biết đã thừa nhận quyền của UK, uh, Israel ở Cao nguyên Golan mà Israel đã chiếm đóng từ năm 76. Và như dưới thời của ông Biden thì liệu uh, có công nhận cái quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan hay không? À, hãy nhìn, hãy lắng nghe đây. À, hãy bỏ qua những vấn đề hợp pháp của câu hỏi đó. Cái tính hợp pháp của câu hỏi đó à, bởi vì cái tính thực tế là Golan là một trong vấn đề cực kỳ quan trọng tới an ninh của Israel. Chừng nào mà ông Assad còn là người đứng đầu chính phủ CD. Như vậy là gì? Vấn đề là người Mỹ đúng không ạ, phản đối cái việc là thay đổi chủ quyền của các nước khác bằng bạo lực bằng bạo lực nhưng mà chỉ trừ mỗi một cái điểm như là Israel thôi có nghĩa rằng là cứ miễn rằng là những cái cao nguyên những cái khu vực quan trọng thì được phép là có thể vẽ lại đường biên giới bằng bạo lực và như vậy chúng ta thấy là người nga đang làm cái việc đấy bởi vì họ coi cái việc ukraine rất quan trọng đúng không ạ đối với lại cái an ninh quốc gia của họ đấy như vậy là một lần nữa chúng ta thấy sau cái cuộc chiến này thì cứ cho mấy cái ông mà gọi là tốt nghiệp tiến sĩ rồi là đại học vân vân này đúng không ạ lên phát biểu thì sẽ lòi hết các cái đuôi ra còn về phần mình ông erdogan trong bài phỏng vấn của mình với lại kênh truyền hình pps của chính phủ mỹ à, trong câu hỏi là liệu ukraine có thể à, trục xuất người nga ra khỏi lãnh thổ của mình kể cả bán đảo crimea hay không thì tổng thống thổ nhĩ kỳ nói rằng là Hồi năm 2014, tôi đã có những cái cuộc hội đàm sâu sắc với ông Putin về vấn đề Crimea, vốn là một vấn đề rất quan trọng liên quan đến cả các cái đất nước xung quanh biển Đen. Và cuộc hội đàm đó đã thất bại. Tôi không thể thuyết phục ông ấy rời khỏi Crimea và tôi nghĩ rằng trong hiện tại cũng như trong tương lai không ai có thể làm điều đó. Liên quan đến được gọi là cái chết của ông Kadyrov người đứng đầu Chechnya thì đến bây giờ người tổng thư ký, à thư ký hội đồng an ninh Ukraine có nghĩa là một trong quan chức hàng đầu của đất nước vẫn tin rằng là Kadyrov đã chết và Kadyrov đã bị điện Kremlin đầu độc bởi vì theo ông là chỉ có điện Kremlin thì với đầu độc được Kadyrov mà thôi và Kadyrov đã chết bởi vì uh, do biến chứng thận do đầu độc và ông kết luận là người Nga làm việc này. Và ở đây thì là một trong những cơ hội tuyệt vời bởi vì chắc chắn một cuộc nổi dậy sẽ diễn ra ở Nga. Tôi nghĩ rằng đây không còn là một chiến dịch nữa, chúng ta hãy nhớ lại sự sụp đổ của Liên Xô đã diễn ra như thế nào vào những năm 91. À những gì đang diễn ra ở đó, việc tập hợp binh biến như những năm 90, bây giờ nó đã rất chín 90. Đây là một thực tế ai cũng biết. Và chúng tôi hiểu ai đang kiểm soát nó, nó đang diễn ra như thế nào. Vâng, nếu mà Kadyrov mà chết ấy, thì nói thật ra cái người đầu tiên tôi nghi là Ukraine. Bởi vì Ukraine đã không giấu giếm làm cái việc đó từ đầu rồi, đúng không ạ? cho nên là, và khi làm được cái việc đấy thì không chỉ là loại bỏ được cái mối hận của dân tộc dân ukraine chính phủ ukraine vì những tuyên bố của kadyrov nhắm vào ukraine về việc là xóa sổ mới lại chiếm đóng với lại cái gì đấy vân vân chúng ta đã từng biết rồi đúng không ạ thì họ còn có thể làm cho cộng đồng thế giới một lần nữa nghĩ xấu về putin và chính phủ nga đồng thời sẽ gây ra một cái mối bất hòa giữa nước Nga và một lần nữa với lại Chechnya yeah, đúng không ạ? Vốn nó có những cái mầm mống từ trước rồi mà chỉ đến cái thời của ông Kadyrov thì lúc bấy giờ nó mới lắng dịu xuống. Nhìn chung đây là một cái kế hoạch chúng ta thấy là nó rất nguy hiểm, nó rất là thâm độc đúng không ạ? Và có khả năng nói là rất hiệu quả. Nếu như mà chuyện đó xảy ra thật thì khả năng đấy là rất cao. Còn lại thì chúng tôi không biết là video của ông Kadirop ngày hôm qua đăng lên thì có đúng là của ông hay không? Đấy, và có thực sự ông đã qua đời hay không? Còn điện Kremlin thì cũng từ chối không có bình luận gì về lên, vấn đề liên quan đến sức khỏe vì họ không biết gì về sức khỏe của ông Kadirop. Một trong những thông tin khá thú vị, đấy là theo một cái kênh uh, của vị Ukraina thì họ nói rằng họ đang tố cáo chính phủ của ông uh, Putin là từ giờ thì không gọi ông Zelensky là tổng thống nữa mà ra một cái sắc lệnh cho toàn bộ cái truyền thông Nga gọi ông Ukraine ông Zelensky là chế độ Zelensky đấy. Tức là một cái từ mà nó làm gì? Nó tách rời Zelensky ra khỏi cái đất nước Ukraine, đúng không ạ? Và coi đấy là một cái cá nhân và cái chế độ. Đấy và cái chế độ đấy nó có những cái vấn đề để mà làm cái nền tảng mà phía nga có thể chỉ nhắm vào cái chế độ đó không, đúng không ạ? Chứ không nhắm vào nhân dân đất nước của ukraine. Một trong những cái có thể nói rất hợp lý, còn chúng tôi không biết nó thật đến đâu nhưng mà đây là thông tin từ phía ukraine và họ nói rằng là ở các cơ quan truyền thông ở nga bây giờ đang tiếp nhận những cái 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 đề tài này một cách rất khó chịu và nhiều người đã dọa bỏ việc và nổi loạn vì là putin yêu cầu họ gọi ông zelensky là chế độ zelensky. Hôm nay ở nước Nga thì cũng có một cái thông tin khá liên quan tới cuộc chiến này, đấy là việc quý vị nhớ cách đây khoảng 3 tháng thì cái hội đồng châu Âu, tức là hội đồng châu Âu, hội đồng biển Bắc, biển Brand rồi các nước vùng Scandinavia, Ban tích, vân vân thì đã ra một cái tuyên bố chung là sẽ treo cái tư cách hợp tác của Nga trong cái hội đồng đó. Đấy, bởi vì những việc Nga làm ở Ukraine thì uh, hôm nay thì uh, và lúc sau đó thì uh, phương Tây rất là hân hoan với những cái hoạt động như thế đúng không ạ còn hôm nay thì người nga cũng uh, ra một cái tuyên bố rất rõ ràng là họ uh, từ nay họ sẽ chính thức là họ quay lưng lại với châu âu bằng cách là họ sẽ chấm dứt cái tư cách thành viên của mình trong hội đồng đó uh, một cách chính thức như vậy là ông các ông kia thì mới uh, dọa để mà treo thôi nhưng mà nga đã chính thức từ bỏ luôn cả cái sân chơi này Nhà, như vậy thì cũng cũng nói lên một điều rất rõ ràng là Nga không còn mặn mà với châu Âu nữa. Điều này thì chúng ta làm chúng ta nhớ lại cái câu nói của ông Putin, đúng không ạ? Là nước Nga sẽ không bao giờ gia nhập liên minh châu Âu bởi vì cái quy mô của nước Nga, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào mà vào được cái cánh cửa châu Âu bởi vì chúng ta quá cao. Chúng ta cũng không thể đi được cánh cửa của vào cánh cửa châu Âu bởi vì vai của chúng ta quá rộng đấy và chúng ta lại không chịu không quen cúi đầu cũng như là co mình cho nên chúng ta không thể nào vào được châu âu đại khái là không rút đầu rụt cổ đấy để đi cho nó vừa và cánh cửa đấy đúng không quý vị rất hay vâng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình của chúng tôi hẹn gặp lại quý vị các chương trong các chương trình tiếp theo chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và mạnh khỏe